Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề trước ngưỡng cửa bình minh. Câu chuyện của những người lính sư đoàn 320, sư đoàn đồng bằng trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Kính tặng các chiến sĩ sư đoàn đồng bằng anh hùng. Cuốn tiểu thuyết này viết dựa vào những sự kiện xảy ra trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và có miêu tả một trận đánh có thực diễn ra trong chiến dịch này. Phần thứ ba Tám xương đã trở vào nhà, ôm theo một quả dưa hấu to như cái mũ, vỏ ngoài xanh mượt, láng bóng. Cô khẽ nháy mắt cười với Việt rồi đặt quả dưa hấu lên bộ ván giữa nhà và đi tìm dao. Nhưng họ chưa kịp đụng tới quả dưa thì pháo địch lại rít veo véo trên đầu. Chúng bắn mỗi lúc một dày, đạn nổ mỗi lúc một gần hơn. Việt nhấp nhổm muốn chạy ra hầm nhưng nhìn sang thấy tám xương vẫn không nhúc nhích, nên đành phải đứng đó thấp thỏm nghe ngóng. Nghe pháo nổ một lát, tám xương quẳng con dao xuống ván rồi quay sang Việt pháo bắn thế này hẳn có chuyện, có lẽ nó xăm thấy cái cái chi rồi đó. Anh tám bồ dưa ăn đi nghen. Em chạy qua bên chú năm xã đội coi có việc cần phụ giúp không. Nói xong cô vội lấy bao đạn thắt vào người rồi khoác khẩu AK lên vai. Nhưng, trước khi bước ra cửa cô bỗng quay lại nhìn Việt rồi vừa che miệng cười vừa ngập ngừng. Hai năm về, nhớ nói dùm em, em gửi lời xin lỗi nghen. Việt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, anh định hỏi nhưng tám xương đã bước ra ngoài hiên rồi vừa cười, vừa chỉ vào chiếc khăn dần đêm qua cô lái đỏ đưa cho năm lau mặt, mà trước khi đi có lẽ anh đã kịp giặt rũ cẩn thận và đem phơi ngoài sào Cái khăn đó, anh tám. a à, Việt khẽ reo lên ra chính cô đấy à. Tám xương khẽ gật đầu, rồi chạy vụt đi. Ra đến ngõ bỗng cô đứng sững lại che mắt nhìn mặt trời rồi gọi với vào. Xuống hầm đi, anh tám. Trực thăng nó lên rồi đó. Mọi dự đoán của ráp về nhiệm vụ của đại đội 3 trong trận đánh sắp tới thế là đều lộn nhào cả. Không chỉ riêng cán bộ đại đội 3 mà cả tiểu đoàn cũng bất ngờ trong việc phân công nhiệm vụ tác chiến trong trận đánh này. Ai cũng nghĩ rằng nếu trận đánh sắp tới là một trận đánh địch trong công sự vững chắc thì đại đội 3 nhất định sẽ được vinh dự nhận nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm đầu cầu như mọi trận. Mở cửa vốn đã trở thành sở trường của đại đội 3 mà ít có đại đội nào trong toàn sư đoàn có thể sánh kịp. Đêm qua khi gặp Giáp ở bờ sông, Trung đoàn trưởng đã gợi ý về nhiệm vụ và yêu cầu Giáp suy nghĩ trước. Vậy mà sao các vị ấy lại có thể thay đổi ý kiến nhanh đến thế? Có lẽ đây là ý kiến cuối cùng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Nhưng, khi Trung đoàn phải đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu, mà đại đội 3 không được đảm nhận nhiệm vụ mở cửa thì quả thật không thể hiểu nổi. Ở phòng họp ra, các cán bộ trung đội của đại đội 3 quê ngay lấy giáp và liên tục đặt câu hỏi về sự thay đổi nhiệm vụ ấy khiến giáp không biết trả lời ra sao và nổi cáu gắt mù lên thì cứ để yên xem đã nào chưa chi đã ngậu cả lên chật trung đội trưởng viễn tặc lưỡi các cụ ấy sợ mình độc quyền cái món mở cửa nên lần này cố gắng vực cho thằng c một để xây dựng truyền thống cho nó với lại thằng toàn đại đội trưởng đại đội một bây giờ là con nuôi chính ủy bình tâm còn phải bàn làm gì nữa đừng có nói năng hồ đồ láp quay lại trận mắt quát chưa hiểu hết ý đồ của trên thì đừng có nói lung tung gây mất đoàn kết đoàn kết cái con khỉ nó là đại đội trưởng giáp nổi cáu thực sự ăn nói lộn xộn nó vừa vừa chứ giữa lúc cán bộ đại đội ba đang vặc nhau thì trung đoàn trưởng bước tới vỗ vai giáp kéo ra một gốc dừa bảo anh ngồi xuống rồi nói sao thắc mắc hà vâng tôi không hiểu vì sao sư đoàn lại thay đổi quyết định làm gì đã có quyết định nào thế chẳng lẽ đêm qua thủ trưởng lại đùa tôi bình tĩnh đã trung đoàn trưởng vỗ nhẹ vai giáp ý kiến ban đầu của ban chỉ huy trung đoàn là như vậy nhưng khi thông qua phương án sư đoàn đề nghị phải giao nhiệm vụ thọc sâu cho đại đội các cậu là có lý do cả đấy đây này trung đoàn trưởng nhặt một mẩu que vẽ lia lịa trên cát lần này cái khó không phải chỉ là ở cửa đột phá cậu thấy đấy căn cứ địch quá lớn như một thành phố nhỏ vậy chúng phòng ngự rất kiên cố và có chiều sâu Lực lượng và hỏa lực trong căn cứ khá mạnh. Đây, như thế này. Cậu có thấy rằng đâu phải chỉ mở xong cửa là giải quyết được vấn đề khó khăn nhất. Trong khi đó cấp trên chỉ cho ta có 5 tiếng đồng hồ. 5 giờ đồng hồ để giải quyết một căn cứ hỗn hợp vào cỡ lớn. Cậu có hiểu như vậy là thế nào không? Là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với sư đoàn. Sống chết chúng ta cũng phải mở banh cái cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn này trước 11 giờ ngày nở. Để cho sư đoàn bạn thọc sâu bằng cơ giới đánh thẳng vào Sài Gòn nghĩa là toàn bộ sư đoàn cũng chỉ tập trung để làm nhiệm vụ mở cửa cho một hướng của chiến dịch cậu có hiểu không mũi của tiểu đoàn các cậu lại là mũi chủ yếu bọn mình để ra một đại đội chỉ làm nhiệm vụ mở cửa thôi mở thông cửa là nó hoàn thành nhiệm vụ sau đó theo ý kiến sư đoàn phải có một lực lượng mạnh cực mạnh hình thành một mũi thọc sâu nhanh chóng lướt qua khu vực đầu cầu và tuyến phòng thủ vòng ngoài đánh thẳng vào trung tâm căn cứ đánh thẳng vào khu thông tin và sở chỉ huy của địch nhiệm vụ ấy ngoài các cậu khó có đại đội nào làm nổi. Bởi vì mũi thọc sâu này phải cực kỳ nhọn sắc, có sức đột phá mạnh, tiến như gió lốc khiến cho địch rối loạn cả đội hình phòng ngự, tạo thời cơ cho các mũi, các hướng tràn vào làm chủ căn cứ địch. Khi sư đoàn gợi ý về điều này, mình nghĩ ngay đến đại đội của cậu, Ráp ạ. Phải giải thích cho anh em hiểu tính chất cực kỳ quan trọng của nhiệm vụ thọc sâu trong trận này. Đó là một vinh dự đối với đại đội ba đấy. Nghe trung đoàn trưởng giải thích, gương mặt giáp dần dần tươi tỉnh trở lại. Anh hiểu rồi. Vì đặt nhiều hy vọng và tốc độ tiến công của đại đội anh mà trung đoàn mới thay đổi nhiệm vụ như vậy. Nghĩ thế, giáp mỉm cười lấu lình nhìn trung đoàn trưởng. Vậy sao thủ trưởng không giải thích rõ trong cuộc họp? Thằng này dở quá, trung đoàn trưởng lại đập mạnh vào vai giáp. Nếu nói rõ như thế, lỡ thằng C1 nó cứ khăng khăng đòi vác ngọn cờ thọc sâu như mọi trận thì có phải lôi thôi ra không? Ờ, vậy mà tôi nghĩ không ra là nói đùa vậy thôi nhé. Chứ trung đoàn không coi nhẹ đơn vị nào đâu. Có điều cầm quân thì phải biết anh nào hay ngón nào để mà dùng vậy thôi. Cậu hiểu ý mình chứ? Dạ, hiểu. Tuy vậy các cậu vẫn phải chuẩn bị tinh thần để tham gia mở cửa. Sao lại thế ạ? À? Thế ngộ nhớ thằng C1 nó mở không xong thì các cậu ngồi chờ ai? Tôi nghĩ, một đại đội làm nhiệm vụ mở cửa rồi. Phải. Chưa khi nào ta phải ném cả một đại đội khá mạnh như vậy để chỉ làm nhiệm vụ mở cửa. Nhưng lần này thì, có thể một đại đội vẫn chưa giải quyết xong đâu. Giáp trận tròn mắt, khẽ kêu lên. Gai thế kia à? Tối nay vào thăm ngõ nhà nó thì cậu sẽ thấy. Thế nhé, cậu về mà xị bớt mấy cái nổi hơi kia đi. Ông cười và chỉ mấy vị cán bộ trung đội của đại đội 3 đang thi nhau vung chân múa tay tranh luận ầm ĩ. Giáp chào trung đoàn trưởng rồi vội vã trở lại khoát tay nói với các trung đội trưởng. Thôi, về, đứng đấy mà cãi nhau mãi à trung đội trưởng toàn hỏi dò hình như có cái gì mới phải không anh giáp chẳng có gì cả vẫn tiếp tục thọc sâu nhưng thôi hãy về nghỉ đi đã tối nay phải thức trắng đêm đấy thấy đại đội trưởng có vẻ phấn khởi các cán bộ trung đội mới yên tâm ra về giữa lúc đó thì tiểu đoàn trưởng vĩnh từ phía sau lại gọi giật giọng giáp giáp ơi quay lại chút đã nào vốn cùng một trang lứa với nhau nên tình cảm giữa tiểu đoàn trưởng vĩnh và đại đội trưởng giáp rất thân mật gần gũi theo kiểu bạn bè nhiều hơn là quan hệ trên dưới. Và lại, tuy là cấp dưới nhưng giáp hơn đứt Vĩnh ở cái dáng vóc bên ngoài, trông anh bề thế chứng trả bao nhiêu thì ngược lại tiểu đoàn trưởng Vĩnh tại kém má bấy nhiêu. Vĩnh vừa đen lại vừa lùn, anh em vẫn gọi anh là Vĩnh lùn, để phân biệt với Vĩnh đại đội trưởng đại đội 2. Tuy vóc dáng có khác nhau, nhưng cả hai đều là những tay gan lì, đánh giặc như két và đối với cấp trên nếu cần thì cả hai đều biết cãi cho ra lý ra lẽ chứ không. Chỉ vâng, dạ cho qua chuyện. Năm 71, khi sư đoàn mới vào chiến trường Tây Nguyên, Vinh còn là công vụ cho tham mưu trưởng sư đoàn. Nghe đâu một lần lên sư đoàn họp, trung đoàn trưởng trung đoàn này nay là sư đoàn trưởng Nguyễn Hải Hạ ghé qua nhà tham mưu trưởng và bắt gặp một cuộc họp kỳ lạ. Trước tấm bản đồ tác chiến treo trong phòng tham mưu trưởng, ba vị công vụ của các thủ trưởng sư đoàn đang đứng khuỳnh tay khuỳnh chân nghe vĩnh thuyết trình về tình hình địch ta và ý đồ tác chiến của mình hóa ra ở đây cũng đang có một cuộc giao ban y như đang diễn ra ở phòng giao ban của bộ tư lệnh sư đoàn trung đoàn trưởng nguyễn hải hà thú vị nấp ngoài cửa lắng nghe và ông phát hiện thấy vĩnh có trí nhớ rất tốt khá thông minh khi trình bày những vấn đề về nghệ thuật quân sự thậm chí cách điến đạt của vĩnh còn trôi chảy sáng sủa hơn một số cán bộ đại đội trong trung đoàn của ông nữa từ đó ông miến vĩnh và đã có lần tiên đoán rằng rồi vĩnh sẽ trở thành một cán bộ chỉ huy chiến đấu vững vàng một thời gian sau quả nhiên vĩnh đùng đùng đòi xuống đơn vị Biết tin, trung đoàn trưởng Nguyễn Hải Hà liền nói với tham mưu trưởng sư đoàn, cho Vĩnh xuống trung đoàn của mình. Từ bấy đến nay mới hơn 3 năm trời mà Vĩnh đã trở thành một tiểu đoàn trưởng vào loại xuất sắc nhất trong sư đoàn. Vì vậy, giữa Vĩnh và sư đoàn trưởng dường như vẫn có mối thân tình đặc biệt. Anh em trong đơn vị còn thêu dệt thêm rằng đâu như sư đoàn trưởng có ý định gả con gái đang học đại học sư phạm cho Vĩnh, nhưng khi ông già gửi ảnh Vĩnh chụp chung với ông ra Bắc, cô ta xem ảnh và chê Vĩnh lùn quá, không chịu nhận lời. Chuyện đó thực hư ra sao thì không biết, nhưng rõ ràng sư đoàn trưởng rất mến Vĩnh. Ấy thế mà hôm nay không hiểu sao khi Vĩnh Định có ý kiến về vấn đề thay nhiệm vụ của đại đội 3, thì ông già lại có vẻ không bằng lòng và không giải thích gì cả. Vĩnh đang băn khoăn thì thấy trung đoàn trưởng gọi giáp ra thì thầm to nhỏ. Có lẽ ông ta động viên giáp chăng? Do vậy Vĩnh Định gọi giáp là hỏi cho rõ ngọn ngành. Trung đoàn trưởng có nói gì thêm không hay chỉ an ủi cậu? Vĩnh hỏi khi đến ngang bên giáp có việc gì mà an ủi, giáp mỉm cười tinh quái. Tôi bằng lòng với nhiệm vụ thọc sâu, mặc dầu tôi tin chắc rằng ông đã ăn hối lộ của cánh C1, thông đồng với trung đoàn để tụi nó nẫng tay trên của tôi cái món mở cửa. 7. Vĩnh phủi tay vẻ bực dọc. Lần này khác mọi trận là tác chiến với đội hình toàn sư đoàn. Do đó tổ chức các mũi, các hướng là do sư đoàn trực tiếp làm với trung đoàn. Bọn mình chỉ lo phần tiểu đoàn thôi. Nói đùa cho vui thôi giáp vội vàng trở lại nghiêm chỉnh vì thấy vĩnh có vẻ thành thật trung đoàn trưởng giải thích rằng lần này nhiệm vụ thọc sâu rất nặng nề vì căn cứ địch rộng phòng ngự nhiều tầng cần phải có một lực lượng có sức đột phá mạnh tốc độ tiến công nhanh do đó các cụ ở trên cho đại đội tôi đúng quá vĩnh khẽ reo lên mình đã lờ mờ cảm thấy điều đó khi xem sơ đồ căn cứ địch có điều lần này cập dập quá chưa kịp đi trinh sát chưa lập bản cát đã giao nhiệm vụ nên chẳng hiểu nếp tẻ ra sao Vĩnh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng mình vẫn lo lắng thằng C1 sẽ gặp khó khăn ở cửa đột phá. Đại đội một tiếng thì nhưng chưa nhận nhiệm vụ mở cửa trong một trận đánh phá đáng kể nào. Lần này nghe nói hàng rào phòng thủ của địch khá dày, hỏa lực tầng ngoài lại mạnh. Mình rất lo, có lẽ các cậu vẫn phải sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ đó. Trung đoàn trưởng cũng đã trao đổi với tôi về vấn đề này. Mình muốn đêm nay cậu sẽ lên hàng rào với thằng toàn cùng nó chọn cửa đột phá và xác định hướng chuẩn cho chính xác được giáp gật đầu đồng ý nếu cần tôi sẽ có mặt ở cửa đột phá khi bắt đầu nổ súng lúc đó thì chính mình phải có mặt ở đó lần này sẽ quyết liệt đấy giáp ạ à, vĩnh bỗng hạ giọng cậu cũng nên thận trọng một chút nếu chẳng may cậu có làm sao thì khổ mẹ con cái thảo ông này nói năng buồn cười nhỉ giáp nói át đi nhưng những lời vô tình của vĩnh cũng khiến anh cảm thấy gai gai người chưa bao giờ anh có cảm giác ấy trước những lời đùa giỡn của bạn bè về cái chết. Trong tâm trí anh thoáng hiện lên gương mặt xanh sao. Mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng hạnh phúc của Thảo. Thoáng hiện mặt bụ bấm với đôi mắt như mắt thỏ non của thằng Quyền. Hôm anh đi, Thảo bế con tiễn anh ra tận bờ suối trước khi lội qua suối. Thảo đưa cu Quyền cho anh bế một lần nữa. Anh giơ nó lên cao ngang mặt và khé cắn vào đôi gót chân đỏ như son của nó. Nó cười như nắc nẻ và đột nhiên cong chim lên đái vọt vào đúng dưới đầu anh cái mùi nước đá chua chua của nó anh không sao quên được. Làm sao lại có thể tin được rằng sẽ không bao giờ à còn được gặp vợ con. Điều đó thật vô lý. Nhưng ác thay lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong những ngày quyết liệt sắp tới. Nhưng thôi, mình lại nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi. Giáp vội xua đuổi những ý nghĩ u ám ấy đi bằng cách quay sang hỏi Vĩnh. Thằng cô nó xin xuống tiểu đoàn mình, sao anh không nhận? Nhận làm gì cái của ấy, Vĩnh bỗng nhăn mặt. Nó tưởng lần này cũng bờ ăn như hồi đuổi địch đường số 7 nên tính xin xuống đơn vị để kiếm cái huân chương, để nay mai về ve gái và dọa mấy ông xã ông huyện chứ đánh đấm quái gì nó. Nếu không được xuống đơn vị thì cũng lãi khoản tinh thần. Ra cái điều ta cũng coi cái chết nhẹ như lông hồng. Đồ khỉ! Tao nhớ đời cái hồi đánh địch giải tỏa ở Đức Cơ. Rõ ràng nó cố tình đưa quân đi lạc thế mà rồi về lấp liếm. Nói ngang nói dọc thế nào để các ông trên tin được rằng mình thực hiện sai hiệp đồng. Hồi ấy mình bị đổi nhiều quá, nhất là cán bộ từ trung đội trở lên. Đúng lúc ấy thì nó kêu đau tá chàng xin đi viện, rồi loanh quanh hết bệnh viện lại sàng đoàn an dưỡng cho tới hồi ký hiệp định Paris mới vóc mặt về. Ấy thế mà thế quái nào các cụ nhà mình lại xếp nó làm đại đội phó một dạo rồi kéo vọt nó lên phòng tham mưu sư đoàn. Mưu với mẹo chó gì cái thằng ấy. Thế mà hồi bọn mình đi tập huấn trên sư gặp nó, mặt nó cứ vắt lên tận ngọn cây. Vừa rồi không hiểu mắc cái phốt gì, chắc lại món chiến lợi phẩm chứ chẳng sai. Lại thấy cu cậu quay về trung đoàn làm trợ lý tác chiến. Đọc cái bản đồ chưa thảo mà làm trợ lý tác chiến thì cậu bảo có chết mẹ con người ta không cơ chứ. Có lẽ, ông thành kiến quá rồi đấy. Giáp vội nhắc vì sợ vĩnh quá lời. Không, mình chẳng thành kiến với ai bao giờ. Nhưng, thằng côn thì còn là quái gì nữa. Nó có thể luồn lách khắp nơi, lấy mồm miệng đỡ chân tay ở khắp nơi. Trừ cái tiểu đoàn này, nó còn có thể che mắt được nhiều người nữa nhưng hãy trừ mình ra giáp ạ à. vì thế khi nghe tin cụ tâm nói rằng thằng côn muốn xin về làm phó tiểu đoàn trưởng thay cho ông cầu cần thị nhà mình mình gạt phắt muốn hại nó thì dễ thôi mình cứ việc nhận về rồi khi vào trận chỉ cần cho cu cậu lên cửa đột phá ngồi một lúc là đâu ra đấy hết cửa đột phá nó cũng như lò lửa thử vàng ấy giáp ạ à. những thằng như thằng côn mình dám chắc chưa bao giờ qua được những cái cửa lửa như vậy ấy thế nhưng rồi cậu xem, vĩnh bỗng cười nhạt, nay mai hòa bình nó lại là thằng đàng hoàng hơn tụi mình chứ đừng có dẫn. Nhưng thôi, dẹp cha nó những cái thằng như vậy sang một bên. Đánh cho xong cái thằng giặc này đã rồi hãy bàn về lẽ sống với tụi nó sau. Vĩnh khoát tay để chấm dứt câu chuyện rồi liếc nhìn đồng hồ và dục giáp. Thôi cậu về ngủ đi. Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ xuất phát. Đêm nay phải thật tỉnh táo. Nghe nói nhiều mìn lắm đấy. Giáp ạ. À? nói rồi vĩnh quay gót bước thoăn thoắt, giáp nhìn theo bạn và khẽ mỉm cười tự nhủ những người như vĩnh thì quả là không thể chịu đựng nổi những thằng cơ hội danh vật như thằng côn được. nhưng rồi cuộc sống vốn rất công bằng, tự nó sẽ sàng sảy để cuối cùng vàng thau không bao giờ có thể lẫn lộn. năm đi thẳng về căn nhà hầm, định ngủ nhưng ghé nhìn vào thấy việt đang ngồi xoay lưng ra cửa hầm say sưa ghi chép, anh lại lặng lẽ lui gót không muốn phá tan những giây phút quý báu ấy của việt là người thất học nhưng năm rất quý trọng những người có văn hóa có học thức những năm gần đây anh càng thấm thía rằng nếu ở đời chỉ gồm toàn những người chỉ biết làm hùng hục như mình thì thật đáng buồn trong tiểu đội trước đây có dĩnh là người nhiều chữ nhất dĩnh đã dạy anh học được đôi chút giúp anh đọc thông viết thạo và hiểu được đôi điều về khoa học về địa lý lịch sử đôi lần dĩnh còn giảng cho anh nghe cả về lục phủ ngũ tạng trong con người nữa đúng vào một hôm dĩnh đang nằm trong hầm giảng cho anh nghe những điều ấy thì bom đánh trúng kiềng của đại đội cậu tấn anh nuôi to béo phục phịch như ông phật di lặc bị mảnh bom hớt gọn cả một mảng bụng phơi tuốt tuột cả lục phủ ngũ tạng ra đúng như cái hình mà dĩnh đã vẽ ra cái vỏ bao thuốc để giảng cho năm thế là năm được một phen quan sát thực tế nhưng từ đó anh kiên quyết từ chối không học cái môn khủng khiếp ấy nữa bây giờ tiểu đội lại có thêm một tay lắm chữ nữa năm không rõ kiến thức của việt uyên bác đến đâu nhưng thế dĩnh tỏ vẻ rất kính trọng anh và đôi khi lại hỏi anh điều này điều khác nên năm hiểu rằng cần phải tôn trọng anh ta năm cũng hiểu rằng việc động viên những người có học thức như việt đi đánh giặc là một việc bất đắc dĩ đào tạo mất bao nhiêu công phu mà ở mặt trận thì bom đạn nó có nề gì những người có học cũng vì lý do ấy mà năm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ và nếu cần thì che chở cho việt anh ấy cần cho ngày mai cho công cuộc xây dựng đất nước hơn là mình năm tự nhủ vậy Chính vì vậy nên anh quyết định đưa Việt đi trước để anh có thời gian tiếp cận dần với không khí của mặt trận. Với bom đạn để đến khi vào trận anh sẽ không ngỡ ngàng, để có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo toàn được tính mạng của mình. Từ bước qua tới nay, hễ có dịp là anh không ngừng giảng giải, chỉ vẽ cho Việt những thủ đoạn hành động của địch, cách tránh bom pháo và cả những tình huống có thể sẽ gặp phải trong trận đánh. Anh mừng vì thấy Việt khá bình tĩnh, tỉnh táo khi lần đầu gặp hiểm nguy. Đó là một dấu hiệu tốt trong chiến tranh ngoại trừ những trường hợp ngẫu nhiên, chỉ có sự tỉnh táo bình tĩnh, thông minh mới có thể giúp người ta thoát hiểm. Năm trở lên căn nhà lập lá dừa, thấy không có ai trong nhà anh liền ngả lưng lên bộ ván giữa, úp chiếc mũ lên mặt định chợp mắt một lát. Nhưng anh vừa mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng động lạch cạnh trên vách liếp. Năm mở choàng mắt, nhòm dậy và chợt ngỡ ngàng nhận ra một cô gái đang giữ người để treo bao đạn lên vách. Ai đấy? Anh khẽ hỏi. Em đây mà, cô gái quay lại và hơi sững người lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra năm ủa em cứ ngỡ tám việt anh là hai năm phải không vâng tôi vừa về thế cô là em là chủ nhà này nghen cô gái khẽ nhướng mày lên và mỉm cười coi bộ anh chưa có gì bỏ vô bụng hả tôi cũng ăn sơ sơ rồi má đi đâu cô em cũng vừa về tới để em coi má có phần tụi mình cái chi không nghen Cô vừa nói vừa bước tới trước bàn tre trên đó bày la liệt những nồi son và lần lượt mở từng nồi và reo lên. Úi! Thịt bò chiên! Xôi đậu phộng! Sang quá trời! Anh em mình xài luôn chớ! Coi bộ tám Việt là một bụng căng rồi đó nghen! Ủa mà bà già đi đâu hè? Vừa thoan thoát dọn chén bát ra, cô gái vừa nói tia lia. Có vẻ như cô nói nhiều để khỏi phải nghĩ một điều gì đó. Năm bỗng cảm thấy vui và hết cả buồn ngủ. Anh đứng dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi cao hứng anh đứng ra cửa gọi toáng lên việt ơi việt bỏ văn chương chữ nghĩa đó lên đây chút đã nào việt từ dưới hầm hỏi với lên anh năm về rồi đấy hả chỉ một loáng việt đã từ ngoài bước vào nhà vẫn gọn ghẽ trải chuốt như chẳng phải vừa qua một đêm hành quân vất vả và hiểm nguy nhìn dáng vẻ của việt năm rất hài lòng anh không đồng ý với quan niệm của những người như cái anh chàng viễn rằng đã là lính chiến thì phải hơi sộc sạch, khập khiễng một chút. Mình vừa về tới đây, Nam nói và chỉ vào cô gái. Cô này giống như cô tấm vừa ở trong quả thị chui ra ấy. Vừa xuất hiện là có ngay thịt bò chiên và xôi đậu phộng. Cậu ăn uống gì chưa? Tôi ăn với má rồi. Việt trả lời và chỉ cô gái. Cô Tám Sương có nhiệm vụ phải tiếp anh đấy. Hai người nên bắt đầu đi. Đã có dịp làm quen với nhau chưa nhỉ? Rồi nghe anh Tám nhưng em là du kích củ chi chớ đâu dám làm cô tấm trong chuyện cổ tích thì anh năm đây đâu có phải là hoàng tử mà là anh bộ đội giải phóng việt bỗng cười lớn chính vì thế mà hai người gặp nhau không phải bằng đôi hài của ông bụt nào cho mà bằng bằng gì anh năm biết không mình chẳng hiểu gì cả bằng tôi nói cô sương nhé ý đừng nói mà anh tám tám sương la lên và bỗng đỏ dân mặt mày năm vẫn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả việt lại cười ha hả rồi chỉ ra chiếc khăn phơi ngoài xào. cô này chính là chủ nhân của chiếc khăn kia đấy ơ ờ, năm bật lên một tiếng và bỗng quay sang nhìn cô gái chằm chặp khiến cô mắc cỡ đứng ngay như trời trồng giữa nhà một lát sau năm bỗng lắc đầu rồi cười cô làm tôi sưng cả hàm lên đây này cũng may răng lợi tôi còn chắc chân cả nên thịt bò chiên vẫn có thể nhai được tuốt thôi ngồi xuống cả đi cho vui. Xin mời hai, anh chị, Việt buông một câu lấp lửng. Anh Tám nói chi kỳ hà. Chớ sao, các cụ ngày xưa chả nói, ghét nhau thì ném bá trầu, yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra là gì. Nè, anh Tám xí sổ rồi đó nghen. Cô gái bỗng quay ngoắt lại và thuận tay thoi cho Việt một quả đấm vào giữa lưng. Việt bật ngửa người ra giữa bộ ván, nhăn nhó la lên. Anh Năm, người ta đánh chết lính của anh rồi đây này tôi cũng đành bó tay thôi. Nữ du kích vành đai mà đã nổi cơn thịnh nộ thì coi chừng. Xem ra họ có vẻ thuộc tính thuộc nết nhau nhỉ. Việc tiếp tục chọc hai người, mà thôi, tôi chuồn. Ngồi đây có ngày mang vạ vào thân. Việt vừa nói vừa bật dậy nhanh như sóc, lùi ra khỏi nhà. Còn chơi lại hai người, năm bỗng thấy lạnh lưng hờ sườn, chẳng biết nên bắt đầu như thế nào để trở lại vẻ tự nhiên lúc trước. Tám xương cũng thấy mình lâm vào thế khó xử. Cô lặng lẽ ngồi xuống mép ván, mân mê hoài mấy lọn tóc đang xòa xuống bên ngực. Một lúc lâu, như chợt nhớ ra, cô vội vàng dục Ủa, anh hai ngồi xuống ăn đi chớ bộ. Ờ, có lẽ mình, ăn đi. Em không thấy đói nữa, cô khẽ lúc lắc cái đầu và bỗng che miệng cười nhường cả phần anh, bù lại cái củ chân xào đêm qua nghen. Tôi cho nợ. Rồi khi nào em mới trả nổi? Tới khi nào cũng được, còn bây giờ thì hãy ngồi xuống đây nếu tám tuyệt thực thì tôi cũng hưởng ứng luôn. Năm nói rồi định đứng dậy. Ủa, tính nhịn xuông sao anh hai. Tám xương vội đứng dậy, ngồi xuống ăn một chút đi chớ. Tôi ăn một mình nuốt sao trôi. Vậy em cùng ăn với anh nghen. Nào, đưa chén em sẽ coi. Má nấu nướng xì sụp suốt buổi mà bỏ đó rồi bà la thấu trời đó nghen. Năm suýt bật cười trước cái giọng dỗ dành đó của cô gái. Một linh cảm dịu dàng, ấm áp dâng lên nhẹ nhàng trong lòng anh anh ngoan ngoãn ngồi xuống chăm chú nhìn đôi bàn tay cô gái đang múc thức ăn ra đĩa và sới cơm đưa mời mình. Đỡ chén cơm mà cô gái trân trọng nâng bằng cả hai bàn tay trao cho mình. Năm bỗng thấy sốn sang trong giả. Để giấu nỗi sao xuyến đó trong lòng mình, Năm hỏi làng sang chuyện khác. Má mình đây sinh được mấy anh em? Cô Tám. Má đây có phải là má xanh em đâu. Ba má em đều mất cả rồi. Vậy à? Năm sững sờ vì cảm thấy mình lỡ lời nhưng tám xương không hề chú ý tới điều đó. Bằng cái giọng nhỏ nhẹ, trầm lắng cô lại kể cho Năm nghe như đã kể với Việt khi sáng về sự tan nát của gia đình quê hương mình. Năm lắng nghe và mỗi lúc càng thấy gần gũi với cô hơn. Cũng như anh, cô một côi cả cha lẫn mẹ, nhưng dù sao cô vẫn còn một đứa em út. Còn anh, anh chẳng còn một ai thân thích ở trên đời này. Ba má ở ngoài mạnh giỏi chứa anh. Năm bỗng giật mình trước câu hỏi của Tám Sương. Anh lặng đi giây lát rồi mới trả lời được. Thầy mẹ tôi, cũng mất cả rồi. Mất từ khi tôi còn nhỏ xíu cô tám mà. Đến lượt năm kể cho tám xương nghe về gia đình mình. Về người cha có sức khỏe nổi tiếng một vùng mà rồi phải chết đói. Về người mẹ dịu hiền tần tảo và cũng đẹp nước tiếng. Vì yêu cha anh mà từ bỏ cảnh yên ấm của một gia đình giàu có theo chồng lang thang đi làm thuê làm mướn kiếm tiền cho đến khi kiệt sức. Bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời này từ khi mới lên ba tuổi. Chuyện đời anh làm chi đã đến nỗi đau xót, bi thương như cuộc đời của cô gái đang ngồi đó. Vậy mà khi anh ngừng lời, ngước nhìn sang đã thấy tám xương nước mắt lưng chồng. Cô gái không cảm thấy xấu hổ vì những giọt nước mắt ấy, nên cứ để mặc cho nó chảy dài trên má. Vậy mà, em cứ ngỡ, cực khổ đau thương như tụi em là hết cỡ rồi. Năm bỗng lúng túng và cảm thấy ân hận vì đã kể cho tám xương nghe những chuyện đáng buồn ấy. Anh cũng ngạc nhiên với mình, bình thường, ít khi mình kể cho bạn bè nghe về gia đình, cha mẹ mình. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao anh lại giúp bầu tâm sự với một người con gái mới chỉ gặp lần đầu. Thoạt tiên, có lẽ vì đứng trước cuộc đời đầy đau thương của cô, anh muốn bày tỏ sự cảm thông, muốn kể cho cô nghe cuộc đời vất vả của mình để nói rằng anh hoàn toàn hiểu được những nỗi gian lao ấy. Rằng ở đời người ta cứ luôn nghĩ rằng có lẽ mình là người bất hạnh nhất. Nhưng thực ra ở khắp nơi, trên đất nước còn lầm than bởi chiến tranh, thì những số phận như vậy không phải ít ỏi gì chứ thực tình anh không cầu mong những giọt nước mắt xót so thương đang còn đọng trên hàng mi của người con gái củ chi kia có lẽ chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi cô tám ạ năm nói để an ủi cô gái khi ấy chúng ta sẽ làm lại tất cả nước nổi thì bèo cũng nổi được mình còn sức dài vai rộng lo gì cô vẫn còn thằng em út đó rồi còn đất vườn mấy cái hố bom đó lo lấp đi rồi tin có lẽ dựng lại được một cơ ngơi rồi thì bà con trong này cũng tiến lên chủ nghĩa xã hội như ngoài tôi làm ăn tập thể trồng cậy lẫn nhau lo gì không tạo lập được một cuộc sống cho đàng hoàng tới hồi ấy thì còn nói gì hòa bình rồi thì ăn cháo cũng đã anh hai mình chiến đấu là để giành lại bát cơm manh áo chứ đâu phải để rồi lại lầm than cực khổ nhưng thôi có lẽ dọn đi cô tám à không ai ăn nữa cứ ngồi trống đũa thế này trông buồn cười quá Tám xưng đứng dậy hồi rồi trở lại vô. Tự nhiên cô cảm thấy gần gũi hơn với người con trai vừa gặp gỡ. Nhớ lại chuyện đêm qua cô khẽ tùm tỉm cười. Tám Việt nói sao nhỉ? Yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra à? Sao lại như vậy hè? Người xưa thường nói giản dị, dễ hiểu. Đâu có ngóc ngách quá vậy chớ. Tôi gửi lại cô tám chiếc khăn đó. Năm cười và chỉ chiếc khăn dần phơi ngoài xào. Em, gửi anh làm kỷ niệm đó. Không năm vội xua tay bộ đội chủ lực tụi tôi mà mang thứ đó người ta cười chết. Có sao hả? Mấy anh chủ lực miền trên rờ cũng mang thường đấy chớ. Coi bộ anh chê khăn em xấu rồi nghen. Tám xương vừa nói vừa liếc giáo qua năm khiến anh phải vội quay đi tránh ánh mắt sắc lém ấy. Tôi không chê, nhưng xin gửi lại cô Tám giữ hộ. Khi nào xong chuyện giặc giá tôi trở lại, ghé tìm xin lại cô Tám để mang ra miền Bắc, được không? Anh nhớ ghé về nghen. Tám xương khẽ nói trong hơi thở. Vâng, nếu như không chết. Tối nay mấy anh đi điều nghiên cái cứ đồng dụ của tụi sư đoàn 25 phải không? Tôi cũng, năm bỗng lúng túng không biết nên trả lời ra sao để tám xương khỏi tự ái, mà lại giữ được bí mật, có lẽ tối đi thì mới rõ. Giấu em mà làm chi, tám bỗng cười khanh khách, mấy anh có vô tới đó được không là do tụi em đó nghe. Tụi em đã nhận lệnh đêm nay đi dẫn đường và cản tụi bảo an quận đi tuần cho mấy anh bò vô đồng dù rồi đó. Vậy hả? năm bỗng phấn khởi hẳn lên, có các vị thổ công đi cùng, bọn tôi yên tâm lắm. Đồng dù khó nhai lắm đó, anh hai, tám xương khẽ thở dài, nói tiếp, mấy lần chủ lực mình về nhổ nó mà không dứt điểm được, hy sinh nhiều lắm. Khó mấy thi lần này cũng phải nhổ cho được cô tám ạ. À. Tôi không thuộc địa hình vùng này, hình như đồng dù là cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn phải không? Đúng đó, mà là cánh cửa thép của tụi nó đó nghen, mấy anh húc vô dễ lủng đầu như chơi năm bật cười lớn và vỗ lên đầu mình đầu tôi cứng lắm cô tám đã gõ thử đêm qua biết rồi đó coi bộ anh nhớ dai hẻ tám xương cũng bật cười theo nếu vô trận mà bị thương lủng đầu thời em đưa về đây nuôi nghen nuôi được đến già không cô tám được chỉ sợ anh chê cơm gạo củ chi thôi nói xong câu ấy tám xương như chợt hiểu mình đã lỡ lời mắc cỡ mặt mũi cô bỗng đỏ bừng lên Cô liếc xéo qua năm một lần nữa rồi đứng vụt dậy, chụp lấy bao đạn thắt đại lên người rồi chạy vụt đi. Vội vàng, chút xíu nữa thì cô đâm sầm vào má bảy vừa bước vô tới cửa. Ủa? Ma đuổi sao mà mi lồng tế lên đó tám? Má! Tám xương ôm choàng lấy má lạ lên, má đi đâu từ hồi sớm tới trừ hà. Tao đi lo công chuyện, chứa đi mô. Má trả lời và chợt nhìn thấy năm. Ủa, hai năm về rồi đó hả? Dạ, con vừa về tới nhà. Mi đã ăn uống chi chưa đó. Con ăn rồi. Má chiều tụi con quá đấy. Có chi mà cưng chiều tụi bay. Rồi má quay sang nhìn tám xương cười móm mém. Vậy chứa con nhỏ này đã xin lỗi người ta chưa hả? Tám Việt hắn kể mi nện bể đầu người ta ra đó. Má, tám xương cuống lên. Má đừng kể tùm lum lên nghe. Ủa, đầu ấp cuối ấp người ta biết cả rồi chứa bộ. Con bắt thường má đó chớ bộ thằng hai nó bắt thường mi cái chi. Nè, hai năm mi có chị được thời tao cho phứt con nhỏ này đó. Má, tám xương rậm chân dậm cẳng la dối rít con hồng có cái lỗ nào chui đây nè. Thôi đi cô, làm le hoài, lính chủ lực Bắc Việt chớ bộ thường hà. Tám xương ôm chặt lấy bà già, rúc đầu vào nách bà cười rinh rích, một hồi rồi đột một buông má ra, chụp lấy súng. Con đi tập trung đây má. Chứ ăn uống gì chưa? coi bộ bữa thất bữa thường cả tuần nay rồi đó nghen. Vừa nói má vừa bước tới lật từng nồi thức ăn. Ủa, tụi bay ăn uống chi buồn cười vậy hả? Nè, hai năm, coi bộ tụi bay vẫn còn khách khí quá đó nghe. Mấy anh ăn hương ăn hoa chứa bộ, tám xương vừa nói vừa ngước nhìn năm. Anh hai với anh tám liệu mà dứt điểm cái món xôi đậu phộng với thịt bò chiên đi kẻo rồi má giận đó nghen. Để rồi, mai bà già, còn làm bánh bèo cho tụi mình ăn chớ. Tám xương vừa nói, vừa hất hàm về phía má, khẽ nháy mắt cười với anh rồi chạy vụt đi. Má bảy quay trở lại ngồi bên mép ván lấy trầu ra ăn rồi thủng thẳng kể cho năm nghe về tình cảnh của tám xương, là những điều cô vừa kể với anh. Nhưng qua lời của má, anh càng hiểu thêm bao nỗi gian truân vất vả xung quanh cuộc đời người con gái ấy. Câu chuyện của má bất giác gợi cho anh nhớ về những năm tháng gian lao của cuộc đời mình, kể từ ngày anh buộc phải rời làng ra đi cho tới ngày hôm nay. Hết phần 3